Đầu tiên thì giới thiệu các bác đến những cái lô giả hạc Hawaii, hàng vừa về. Nói chung là Hawaii hôm nay những cái chậu này rất là mướt và đẹp nha mọi người nhé. Hàng cây cao, thân to, đẹp. Những cái chậu Hawaii, hàng Hawaii bình thường các bác biết rồi, Tết người ta vẫn bán theo thân ấy. Thấp nhất nó rơi tầm 100.000 đến 150 một thân cây trưởng thành. Đấy, ví dụ như những cái chậu 4 thân này, có chậu 3 thân này, 3 thân thì nó dài hơn, chậu 4 hầu như là trung bình tầm 4 thân. Đấy. 3 thân thì nó sẽ dài hơn, từ 3 đến 4 thân, thậm chí cũng có những cái chậu 5 thân thì em thấy nhà vườn người ta báo thế bởi vì hàng vẫn còn trong thùng. Và hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người theo cái giá hàng chậu thôi ạ. Hàng chậu nhá, một cái chậu giả hạc Hawaii. Hàng này thì không rõ phân được màu, màu trắng hay màu tím, nhưng mà nói chung là cây cũng rất là cao đẹp. Em bán mọi người một chậu này với giá 160.000 nhá. 160.000 một chậu giả hạc Hawaii, cây cao đẹp, số lượng có ít thôi ạ. Sang bên đây là những cái chậu giả hạc Pháp. Vừa về một cái lô giả hạc Pháp, thân cũng rất là cao và cũng rất là to. Bình thường giả hạc Pháp các bác mua những cái lô trước thì nó rất là thấp đúng không? Này hôm nay là giả hạc Pháp cao chưa? Đẹp chưa? Đấy, hàng này cao đẹp lắm cơ. Đây có những cái chậu này, đẹp cực kỳ luôn. Đó, hàng thuần dễ, khỏe khoắn rồi. Riêng những cái dòng giả hạc Pháp, giả hạc Hawaii là cái thời điểm nở hoa xuân, hoa Tết được rất là nhiều mọi người chú ý. Cái lô hàng về rất là xịn sò. Đó, một chậu giả hạc Pháp mà cây cao to như thế này nhá. Cây cao mà trồng thuần vào cái chậu này, hàng ươm ki chuẩn hoa, hoa tím đẹp. Em bán cho mọi người với giá là 150 một chậu thôi. Lô đảm bảo lô này cao đẹp mà em bán cho mọi người giá rất là rẻ. Ngoài thị trường những chậu to cao như thế này người ta bán ít nhất cũng phải từ 200.000 trở lên. Đấy, hôm nay nhà em về nhiều, em còn treo ở ngoài vườn nữa cơ. Nên là xuất cho mọi người cái giá này là cực kỳ là yêu thương nhá. Nếu mọi người ủng hộ em thì em thì rất là ok đấy ạ. Tối nay thì về thêm một cái lô hoàng thảo trúc đen nữa này. Trúc đen, hàng này là hàng kg. Hàng kg thì em bán cho mọi người với giá 220 một cân nhá. Trúc đen này thì hoa của nó siêu thơm. Cánh hoa của nó màu vàng, dày dặn và cánh sáp đẹp. Riêng hàng này nó rất là nhẹ, các bác có thể mua tầm nửa cân để có thể là sưu tầm cũng được. Trúc đen, hoa thơm. Dòng này là hàng của Tây Bắc nhá. Hàng rừng Tây Bắc nên là cây của nó tươi, nó mập, nó khỏe. Những cái hàng trúc đen của Lào thì nó thường nó trụi hết lá và nó rất là xấu mã. Đấy, hàng này đảm bảo nó hương thơm, cực kỳ là quyến rũ và nó rất là nổi tiếng rồi. Ngoài ra thì em có một số những hình hàng hình trúc đen, hàng dề. Hàng này thì em đã phân cho hình rồi. Mọi người chốt đơn thì các bác ưng cái dề nào thì em gửi luôn. Thực ra những cái bụi trúc đen to khủng như thế này ấy, thường thì những năm trước thì hay xuất hiện nhiều. Và đặc biệt là lúc đấy thì người ta rất là quan tâm. Giờ thì cái hàng rừng nó hiếm hơn. Thi thoảng gọi là may chăng thì mới có một cái lô trúc đen có hàng dề to nhé. Em quay để các bác nếu mà ưng thích hàng chơi hàng khủng này, khủng bố này, thì các bác có thể là đặt hàng sớm. Bởi vì số lượng mỗi loại dề nó chỉ có duy nhất một cái dề này to nhất là cái hình số 4 này. Cây của nó lá rất là đẹp nhá. Đấy, cái này nó qua mùa hoa, chứ còn nếu mà đang ở trong cái mùa hoa thì em sẽ cho mọi người xem luôn cái mắt bông của nó. Dề này hình 4 này em bán 640 nhá. To lắm, nguyên một dề. Về các bác làm cái dề chấn vườn luôn, chỉ có 640.000 thôi. Ngày xưa những cái bụi này nó phải tiền triệu. Đấy, đẹp lắm. Nói chung là đẹp mê miên, miên man luôn, mê ly luôn. Tiếp theo đó chính là hình 5 ạ. Hình 5, hình này thì thân của nó dài, nó mập đẹp, cũng rất là đẹp này. Đấy, cái này để sát vào nó xã ra thì riêng cái hàng trúc đen này nhé. Trúc đen này thì mọi người để cho nó rũ xuống ấy. Em sẽ tính kèm cho mọi người cái chậu lan khủng mà vẫn hay lan truyền trên mạng, những giỏ trúc đen khi ra hoa đẹp lắm. Đấy, dề này em bán 420.000 nhá. Đây là hình số 5. Tiếp theo là hình số 8 ạ. Hình số 8 này, một dề trúc đen 130.000. Đấy, 130.000 là có một cái dề nhỏ xinh đẹp tuyệt vời, 130. Hình số 9, 150. 150 cái này gồm 3 4 khóm gì đó, nhưng mà được một bó trúc đen to đẹp chưa? Mọi người ghép được một chậu to lùng rồi. Hình số 7 ạ, cũng 150 này, một bó trúc đen. Quá là nhiều thân. Cái này gồm 3 dề gộp lại. Đây là hình số 7 nhá. Hình số 6. 160.000 nguyên một dề. Đây, cái này cho lên chậu thì nói thật là quá là mê ly. Đó. Tiếp theo ạ, giới thiệu đến các bác những cái bảng hạc vĩ hồng thiên cung. Hạc vĩ hồng thiên cung khi mà mới xuất hiện trên thị trường, đây là một cái dòng hạc vĩ với mặt hoa rất là đẹp. Dòng này thì siêng hoa, cực kỳ là sai hoa và thân lá của nó này, những cái bản lá của nó rất là to, dày dặn. Đấy, hàng vừa mới về mới khui thùng các bác nhé. Hàng những cái bảng hạc vĩ hồng thiên cung này, những bảng hồng thiên cung này, bảng nhiều thân.
Em giao lưu mọi người với giá là 220.000 một bảng. 220.000 các bác sở hữu một giò hồng thiên cung rất là nhiều thân, và năm nay chắc chắn là được chơi hoa cực kỳ là rực rỡ nhé. Hàng mới về em chưa khui hết ra. Tiếp theo đây đó chính là trầm đồng đỏ này. Hôm nay trầm đồng đỏ về cũng đẹp chưa? Miễn chê nhá, đẹp khỏi chê, đẹp miễn bàn luôn. Hầu như hôm nay thân nào cũng rất là cao và đẹp. Hàng này là hàng ươm ki các bác nhé. Này, hàng này là hàng từ vườn ươm ki ra. Chậu của nó cao và nhiều thân. Trầm đồng đỏ này tết một cái thân của nó ấy, bác vẫn phải mua với giá từ 250 đến 300.000 một đồng một thân. Hôm nay thì những cái hàng này em bán cho mọi người theo chậu thôi ạ. Bán theo chậu nhá, và em bán đồng giá hết cho mọi người dễ mua nhá. Một chậu trung bình tầm khoảng 4 5 thân. 5 thân thì nó sẽ ngắn hơn, 4 thân thì nó dài, nó đều nhau, khoảng như thế. Đấy, thì em bán cho mọi người với giá bao nhiêu? 230.000 đồng một chậu trầm đồng đỏ nhá. Tết một thân trầm đồng đỏ hôm nay thì với giá 230, chưa đến giá 250 mà mua được hẳn 4 thân. Đảm bảo cái lô hàng này vừa rẻ vừa đẹp. Này, chiều cao của nó này. Đợt này cây của nó cao nhá. Đấy, cây cao lắm, ít nhất cũng phải rơi tầm gang trở lên rồi. Khỏe lắm, cây đang đi ngọn khỏe chưa? Trầm đồng đỏ này tết mua 250 một thân đó. Giờ 230 một chậu nhá bác nhá, hàng ươm ki. Cây của nó bây giờ nuôi từ giờ đến cuối năm thì đầu xuân là chơi được một chậu trầm đồng đỏ tuyệt đỉnh rồi. Bởi vì hàng này nó phát triển nó cũng rất là nhanh, mà từ giờ đến Tết còn 6-7 tháng gì cơ. Đây ạ, tiếp bên đây thì đây ạ, những cái giò giả hạc hoa hồng đỏ và hạc nhĩ thiên cung nữ bố. Đây hàng cũng mới về thôi, nhưng mà cũng chưa rõ ra. Đấy, mới về. Cái này thì chắc ngày mai em sẽ quay chi tiết hơn cho mọi người nhé. Ngày mai sẽ quay chi tiết hơn là về cái dòng này. Và bên đây đó chính là những cái cốc gì nhỉ? Đây, 5 cánh trắng họng hồng đây. 5 cánh trắng họng hồng, những cái cốc nhiều thân như thế này. Ít nhất từ 4 đến 5 thân. Em bán là 200.000 đồng một chậu nhé. 200.000 đồng một chậu 5 cánh trắng họng hồng. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác những cái dòng kiếm hồng hoàng nhé. Kiếm hồng hoàng. Đây ạ, kiếm hồng hoàng thì đây có những cái rề kiếm rất là to đẹp. Hầu như là thân tơ rất là nhiều này. Đấy mọi người nhìn này, cái bản lá của nó rất là tuyệt vời luôn. Giò này em gọi là giò A2, nguyên một rề kiếm bản lá to với giá là 180.000. Vừa rồi qua hoa này, đang vừa qua mùa hoa. Đây là A2. Tiếp theo hình A3. Rề này mới gọi là to bự này. Rề này to lắm mọi người ơi, một cái rề kiếm mà nó mướt đẹp, nó không có, hầu như là không có lỗi gì luôn. Đấy, rề này em bán là 420.000 nhá. Đây, cái bông kiếm hồng hoàng này. Hoa của nó lưỡi đỏ. Cái này là nó bị như kiểu là nó sắp tàn đấy. Đây bông hoa của nó đây. Đẹp chưa? Đó. Giò này 420 nhá, rất là to và rất là nặng luôn. Giò A1 này 220.000 này. Đấy 220 giò A1. Và đây giò A4 này 270. Đẹp chưa? Đấy cái vòi hoa của nó rất là dài đây, bông hoa của nó đây. Đấy. Tiếp theo là đùi gà hoa trắng này. Đùi gà hoa trắng. Em còn một số những cái rề nhá. Nói chung là toàn những cái rề nhiều mầm gốc thôi. Hôm mai quay chi tiết cho các bác nhé. Tại vì cái rề này để lẫn ở đây. Nói chung là dao động từ tầm khoảng 200 đến 300. Hoặc hơn 300 là có một rề gà trắng rồi. Hàng đột biến hoa trắng nhá. Hoa trắng tinh ạ. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh vừa về một lô hàng. Ngày hôm nay thì cái hoàng hậu hoa xanh này bụi nó rất là to. Nó rất là bự. Và đặc biệt hơn này, những cái rễ của nó lên rất là khỏe nha các bác nhá. Khỏe lắm ạ. Cây của nó tràn bầu rồi, về các bác nên sang chậu mới nhá. Hậu hoa xanh này hoa đẹp và nọt vào top những cái dòng hoa mà được đi vào những cái cuộc thi hoa lan. Hoàng hậu hoa xanh này em bán là 120.000 đồng một chậu thôi nhá. Ngày hôm nay hoàng hậu hoa xanh bụi to, nhiều thân này chỉ có 120 thôi. Và hàng này thì các bác mua 3 chậu em ưu ái các bác là sẽ bao phí ship cho bác nhá. Bao phí ship khi mua từ 3 chậu. Vũ nữ vàng phân nhánh ạ. Bụi của nó quá là to khủng khiếp luôn. Riêng cái dòng vũ nữ vàng phân nhánh này bụi to đùng này em bán 90.000 đồng một chậu thôi. Và hàng này hoa của nó rất là siêu nhá. Rất là nhiều ngầm hoa hiện tại đang có nhá. 90.000 đồng một chậu vũ nữ vàng phân nhánh ạ. Châu lá mít rụt ạ. Em còn mỗi loại nó cũng số lượng ít thôi. Và giá em hiện tại đang bán giảm giá cho mọi người với giá là 500.000 đồng một cân. Bác nào lấy 2 cân em tính 480 nhá. Hàng này trước đây thì bán 530 một cân cơ. Hàng kg thì em có một số loại như sau. Đây là hương vani này.
Hương vani 180.000 đồng một cân, hàng Tây Bắc. Ngọc thạch 3 màu thân dài, rất là nhiều mầm gốc đang lên, 170.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Các bác có thể lấy số lượng mỗi loại một ít một nhé. Kiều tím miền Trung, hàng này thì nó hơi ít lá, nhưng mà đây ạ, những cái mầm gốc của nó thì các bác về vẫn ươm giống, nó vẫn phát triển như bình thường nhé. Mùa này cái thời điểm bật mầm gốc rất là nhanh. Hàng ít lá này em bán là 300.000 đồng một cân. Mà thôi 290.000 đi, 290.000 một cân. Kiều tím miền Trung. Hoàng thảo tích tụ ạ, rất là nhiều mầm gốc, 120.000 một cân ạ. Đai châu Thái nhá, hôm nay em về cái lô đai châu Thái về, cây của nó cũng khá là to và giá nó cũng khá là mềm mại. Dòng đai châu Thái này thì nó cũng không phân biệt được mặt hoa, bởi vì hàng Thái thường bên nhà vườn người ta cũng không phân loại cho mình đấy. Nên là về đây em sẽ, các bác bắt mặt hoa sổ số và em sẽ lựa cho các bác những cái thân lá khác nhau nhá mọi nhá. Đây, cây của nó hôm nay về đây mọi người ơi, cây của nó cũng nhiều cặp lá. Và cái hàng này hôm nay thì em sẽ giao lưu với các bác giá rất là mềm mại thôi ạ. Châu Thái này với giá là 110.000 đồng một cây. Đấy, thực tế là những cây to, cây tương đương như thế này thì những cái lô trước là nhập về ấy, giá nó cao hơn, nó phải rơi tầm 150. Hôm nay thì em bán cho mọi người 101 một cây nhá, 110.000 đồng một cây đai châu Thái nhá. Hàng rất là nhiều mặt hoa khác nhau, hàng đẹp ạ. Đấy, tổng cái lô về, cây của nó mướt mát đẹp, 110.000 đồng. Em lên cho mọi người những cái chậu phi điệp huyết long đỏ nhá. Cái hàng này là hôm nay em lấy thêm về. Ấy, cái lô hôm nay thì lấy thêm về, cây của nó đẹp hơn, bởi vì vườn người ta chăm sóc lớn hơn. Thậm chí là có những cây ấy, nó lên rất là nhiều kỳ trên thân như thế này này. Hàng này thì hàng chuẩn hoa cho các bác nhé. Đây mặt hoa của nó đây ạ, đây là huyết long đỏ này. Hoa của nó màu tím này, màu tím đậm, và nó là cánh sáp, cánh bóng sáp này, lưỡi của nó tím đậm hơn. Đấy, đây cái bông hoa của nó khi mà các bác nhìn này, đây là, thực tế đây là hàng nở tại vườn, chụp lại khi mà đa hoa. Đó, hàng chuẩn hoa, chuẩn bông nhé. Hàng của nó nhị chậu, nhiều thân và nhiều ki. Giá hôm trước em bán 240, hôm nay lô này em lấy số lượng nhiều và rẻ hơn. Một chậu này chỉ có 220 một chậu thôi. Và mua 2 chậu nhé. Mua 2 chậu là các bác chỉ có giá 400.000 được một cặp như thế này. Giá hôm nay là siêu yêu thương các bác nhé. Bởi vì sao ạ? Cái hàng này của nó ấy, các bác nhìn cái ki trên thân rất là nhiều. Thậm chí những nhà vườn người ta mua những cái hàng về, người ta cắt ki ra, người ta ươm ki ấy. Giá thành người ta xuất ra nó sẽ rẻ, nó sẽ được giá hơn rất là nhiều đấy ạ. Phi điệp huyết long đỏ 220 một chậu, mua 2 chậu tính giá 200.000. Cập bến một lô giả hạc châu lư như lưỡi bẹt. Nói chung là cái mặt hàng này là cái một mặt hàng hot và VIP nhất vào cái năm ngoái. Năm ngoái khi mà em có bán một lô hàng này, khi mà thời điểm nó đang sổ hoa và giá trị thị trường nó rất là cao. Thậm chí có những nơi người ta trồng những cái giò này ấy, người ta trồng sang chậu mới và người ta bắt đầu người ta bán theo chậu. Đó, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đây có giò là dòng giả hạc châu như bẹt các bác nhé. Hàng chuẩn hoa, em sẽ đính kèm cho mọi người cái mặt hoa của lô hàng hôm trước. Nó vừa về và có sổ bông nhất. Đây là những cái thân hoa của nó năm ngoái này các bác nhìn này. Có những thân hoa nó dài 6-70 cm. Đó, và hoa của nó lưỡi bẹt rất là đậm. Dòng bẹt, dòng hoa bẹt thì các bác biết rồi, người ta nhiều nơi ấy, người ta vẫn bắn theo centi. Đấy, và hôm nay những cái bảng bẹt này, hôm nay em lấy cho mọi người một cái số lượng siêu nhiều luôn. Đặc biệt cực kỳ là nhiều luôn. Và bảng ngày hôm nay nhiều thân và giá thành cực kỳ là mềm mại các bác nhé. Hàng đang đi ngọn đẹp chưa? Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Hôm nay cái dòng châu như lưỡi bẹt này, mặt hoa đậm này, thơm, nước mũi, em xin phép bán một bảng với giá là 230.000 nhé. Năm ngoái là giá thị trường một cái chậu này nó rơi tầm 350 này, 350.000 nữa. Năm nay thì nói thật là giá phi điệp nó cũng đã hạ nhiệt dần, bởi vì do là cái thị trường hàng ba người ta tăng lên đấy. Đấy, dòng châu như bẹt một bảng này nhiều thân, chắc nó cũng rơi tầm 3 thân, trung bình có tầm khoảng 3 thân này, cũng khá là dài và đẹp và đang mướt như thế này này mọi người này. Hàng mưa mới về, đẹp mê ly và đang đi ngọn cực kỳ là khỏe nha các bác. Mà chăm tốt thì thân nó còn dài, dài hơn như cái thân dài vừa rồi em có quay cho mọi người đấy ạ. 230.000 đồng một giò nhá mọi nhá. Bác nào lấy 2 giò hôm nay em ưu ái cho mọi người với giá chỉ có 220.000 thôi. Bẹt này nhá, bẹt này em nói thật là em thấy rất là nhiều nhà vườn người ta mua về này, người ta bỏ cái bảng này ra, người ta trồng sang chậu và người ta bán ra giá trị tiền triệu luôn ấy. Khẳng định các bác, người ta bán ra giá trị tiền triệu, bởi khi sổ hoa thì các bác đều muốn nó có mặt hoa chuẩn đúng không? Còn nhà em thì em bảo hành cho các bác hoa rồi, chuẩn hoa rồi. Bởi vì lô trước em cũng lấy từ vườn và nó sổ hoa rồi, nên là đảm bảo là vườn làm ăn uy tín cho mọi người nhá. Châu như bẹt em xin nhắc lại giá một lần nữa là 230.000 đồng một giò.
và mua 2 giò em tính cho mọi người với giá 220. Số lượng có hạn và phải nói là số lượng giá thành ngày hôm nay nó siêu rẻ và rất là rẻ đấy ạ. Các bác nhanh tay đặt hàng cho mình một cái giò giả hạc châu Như Bệt, hàng xịn sò này nhá. Hàng hôm nay vừa mới về, phải nói là săn hàng mãi phải có một cái lô hàng như thế đấy ạ. Cát trắng kim cương nhá, dòng cát mà nổi tiếng với cái mùi hương cực kỳ là quyến rũ, hoa thơm. Cát trắng kim cương này là hàng chậu lớn, chậu phi 20. Em lấy tạm cho mọi người những cái bụi cát này xuống này, lấy solo nhá, cái bụi của nó to, nó phải gấp 3 lần những cái chậu nhỏ thông thường khác nhá. Hàng của nó đang lên rất là khỏe. Hàng cát thì được cái là hoa của nó quanh năm và hoa của nó thì rất là to, hàng một lá này. Đó. Chậu nhiều giả hành như vậy, em bán một chậu phi to này với giá là 230.000 đồng một chậu nhá. Mầm gốc lên nhiều chưa? Đẹp chưa? Đấy, khỏe chưa? Đó. 230.000 đồng một chậu, chậu to, chậu lớn. Và mua 2 chậu chỉ có giá 220 thôi. Đấy, lô hôm nay hàng về đẹp và giá rất là hữu nghị cho các bác nhé. Đây cái bông hoa của dòng cát trắng kim cương, để cho mọi người xem luôn cái màn hoa của nó. Đây ạ, đây là hàng mà khi khách người ta về người ta trồng này. Người ta về người ta có thể tách ra thành những chậu nhỏ và hoa của nó đây. Bông nó to và dòng này rất là thơm nhé. Dòng này thì được cái là nổi tiếng là dòng hoa thơm. Đây bông hoa của nó khi các bác trồng bụi to này, nó sẽ nở hoa và sai như thế này. Cây của nó đây là thuộc dòng cây cằn ấy mà hoa của nó nở còn rất là đẹp đúng không? Còn đây đây là những cái chậu của nhà em này, chậu nó còn mướt mát và đẹp như thế này thì không biết là hoa của nó sẽ như thế nào. Tuyệt vời luôn. Đấy, bốc solo cho các bác một chậu này với giá 230.000. Mua 2 chậu còn 220. Hàng này nhà em về liên tục nhá. Và cái lô này gọi là lô chậu bự. Em xin chào cả nhà nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ đen rô nắng với gần 40 loại hoa với những sắc màu sặc sỡ và rất là đẹp. Hiện tại vừa cập bến nhà em. Về số lượng rất là lớn nhá các bác nhá. Hàng về cây thì hầu như là đều mướt đẹp. Và nhà vườn thì như các bác đã biết rồi, những bác nào đã ủng hộ những lô đen rô trước nhà em thì các bác đều biết là hàng nhà em là hàng chuẩn chỉnh mặt hoa. Và thứ hai là với độ cây phát triển khỏe đẹp, người ta lựa chọn từ vườn những cây cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mướt. Có những cây thì đã có nụ hoa, có những cây thì đang chớm nụ nha các bác nhá. Và tùy theo từng cái cây và cũng như là màu sắc khác nhau thì cái độ cao, độ lớn của nó sẽ khác nhau. Và để chi tiết hơn về mặt hoa cũng như là chi tiết hơn về những cái dòng này thì em sẽ có một cái video clip đính kèm mọi người mặt hoa kèm theo hình ảnh tình trạng cây để các bác lựa chọn nó dễ dàng nhất nhé. Hàng thực tế tại cửa hàng nên là các bác yên tâm là gửi như thế nào, quay như thế nào thì hàng gửi đi y hệt như thế đó. Và đặc biệt hơn thì nhà em có chương trình ưu ái tri ân khách hàng, đó chính là mua số lượng nhiều sẽ được giảm giá như sau. Nếu các bác mua số lượng từ 5 cây thì sẽ được giảm 5.000 đồng một chậu, mua từ 5 chậu đấy ạ. Và khi mua từ 10 chậu bên em sẽ hỗ trợ giảm cho các bác hẳn 10.000 đồng một chậu nhá. Cái này là ưu ái nhất cho khách hàng rồi. Khi mà các bác mua 10 chậu tức là các bác sẽ được giảm 100.000 đúng không ạ? 10 chậu, mỗi chậu 10.000 thì tức là giảm 100.000. Đấy là coi như hỗ trợ các bác rất là nhiều trong vấn đề là giảm giá cho mọi người rồi ạ. Bởi vì hàng nhà em thì hàng của nó đều là hàng chọn từ vườn, cây của nó đẹp, nó to, nó mướt như thế này. Chứ còn những cái hàng cây mà những cái bụi nó nhỏ hơn, có thể nó rẻ hơn tầm chỉ 5-10.000 thôi, nhưng mà chất lượng nó khác nhau hoàn toàn mọi người nhé. Và đặc biệt hơn thì vào cái thời điểm này thì em sẽ có chương trình khi các bác mua một đơn hàng 5 cây, cứ 5 cây đen rô trở lên ngoài được giảm giá, bên em sẽ tặng cho mọi người nhé, tặng cho mọi người thêm một lọ kích hoa, hoặc là hai gói siêu gói vua phong lan nhé, hai gói vua phong lan hoặc một lọ kích hoa. Cái này là món quà các bác tự chọn các bác nhé, bên em sẽ tặng thêm. Còn đâu là cái việc giảm giá thì em cũng đã nói rõ rồi, và sau đây thì em sẽ đi chi tiết từng loại, báo giá từng cây các bác nhé. Hầu như là đều 80.000 đồng một chậu. Tuy nhiên thì đối với một số chỉ có tầm vài loại thì cái giá tiền nó nhỉnh hơn. Bởi vì cái dòng đấy là dòng đặc biệt, một số dòng đột biến thì giá tiền nó nhích hơn một chút xíu. Thì em sẽ đi chi tiết từng loại như sau và báo giá đến tất cả các bác ạ. Zaza Mini về cả một trời luôn, rất là đẹp nha mọi người nhá. Bởi vì sao, hàng lượt này lô của nó lên, chậu của nó hầu như là toàn chậu to, chậu bự. Và riêng dòng này rất là sai hoa, rất là nhiều bác muốn kết thành những chợ giò Zaza tác phẩm ấy, mọi người có thể ghép lên trụ để Zaza nhà em về một dãy này. Đấy. Và mỗi chậu Zaza cây to nhiều thân như thế này nhá, em bán cho mọi người với giá 80.000 đồng một chậu nhá. 80.000 đồng một chậu Zaza, thậm chí có những nhiều cây nó đang có nụ hoa rồi. Dòng này siêng hoa mà ra hoa quanh năm ạ. Hoa hồng blue cây cao to, một số cây đang lên vòi nụ. 80.000 đồng một chậu hoa hồng blue.
Dendro hoa hồng blue, hoa hồng đỏ nhất. Đây là dòng Dendro hoa hồng, cánh hoa của nó như bông hoa hồng. Và dòng hoa hồng đỏ này, bụi của nó rất là nhiều thân, cây tơ, mướt, đẹp. Hoa hồng đỏ, hoa như bông hoa hồng, tuyệt vời. 80.000 đồng một chậu hoa hồng đỏ. Dạ, Dendro hoa hồng đỏ. Bun leng ạ. Bun leng là một dòng hoa cánh trắng, lưỡi tím, hoa rất là thơm, cánh bầu. Dòng này thì nó cũng khá là thơm, giống hoa robert nhá. Đấy, dòng bun leng này, cây của nó to, mập, đẹp. Cây cũng khá là cao. Một bụi to đẹp này em bán cho mọi người với giá 80.000 đồng một chậu bun leng. Bò vàng về một lô hàng cây mập ú ụ như các bác nhá. Hôm nay thì có rất là nhiều cây có ngồng hoa. Tuy nhiên gửi đi xa thì em sẽ lựa cho các bác những cái cây mà nó đứng ngọn thôi nhá. Bởi vì về em có một số cây nó cũng hơi bị ảnh hưởng. Nên là gửi cho các bác những cây to mà đứng ngọn này thì chỉ tầm 1 đến 2 tháng nữa thì cây đã sẽ ra vòi luôn. 80.000 đồng một chậu bò vàng. Thỏ hồng về một cái lô hàng đã. Thỏ hồng cây rất là mập, bụi nhiều thân. Dòng thỏ này hoa tai thỏ đẹp. 80.000 đồng một chậu thỏ hồng cây tơ. Urawan, cây xiêng bông và rất là sai hoa. Bụi của nó là bụi lùm, bụi to, bự. Một chậu to đẹp như thế này, hàng chọn. Em bán mọi người là 80.000 đồng một chậu Urawan. Bà liễu xưa, một trong những cái dòng năm cánh trắng quốc dân, rất là nổi tiếng của dòng đen rô nắng bà liễu. Bà liễu xưa hôm nay có cả dòng bà liễu tre, lá tre nhá. Bà liễu xưa này thì cây của nó lô đợt này thì nó chỉ tầm 1 gang hoặc hơn gang một chút xíu đấy ạ. Như vậy là cũng đã rất là đẹp rồi đấy ạ. Bởi vì có những lô hàng về cây chỉ có một thân thôi, nhưng hầu như ở đây nó cũng sẽ có từ 1 đến tầm 2 thân trở lên. Bà liễu xưa về rất là nhiều nhá. Hàng này thì em hay bán chạy hàng nên em sẽ nhập nhiều hơn so với những cái dòng hàng khác. Bà liễu xưa hoa thơm em bán 80.000 đồng một chậu. Đấy, có một số cây đã đứng vòi rồi. Và cây này thì chắc là chăm tầm một thời gian ngắn nữa thôi là có hoa. 80.000 đồng một chậu bà liễu xưa hoa thơm. Hoán long hoa màu đỏ cánh xoắn, lô đợt này thì đã có những cái cây đã đứng ngọn và đang nhú vòi rồi nhá. Đấy ạ. Hoán long hoa cánh xoắn và đỏ rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu hoán long hoa xoắn. Rất là đẹp luôn. Cây hôm nay cao to. Dendro ba lưỡi hồng, đây là dòng cây Dendro ba lưỡi hồng xen lẫn với ba lưỡi xanh. Bụi của nó, thân của nó nhiều thân, bụi lùm nhiều thân. Cây rất là đẹp. Ba lưỡi hồng em bán là 80.000 đồng một chậu nhá. Quá trời là cây luôn. Về các bác nên sang chỗ to để nó đẻ nhánh và nó phát triển khỏe hơn nhá. 80.000. Tím Huế mộng mơ. Dòng Dendro này thì rất là sai hoa. Dòng này nổi tiếng hoa sai hoa và cái mặt hoa của tím Huế cũng rất là đẹp nhá. 80.000 đồng một chậu tím Huế. Đó, tình trạng cây về cao đẹp. Lô tím Huế này rất là xinh, rất là ưng. Pensoda cam ạ. Một trong những cái dòng Pensoda hoa màu cam lửa rất là rực rỡ. Dòng này cũng là dòng hoa siêu thơm nhé các bác nhá. Chậu Pensoda cam thì nó sẽ không to, không cao được bằng những cây khác, nhưng bụi hôm nay như vậy là nó rất là lùm so với tuổi của cây rồi. Bởi vì bản chất của từng cây nó sẽ khác nhau. Pensoda cam này là 100.000 đồng một chậu nhá. 100.000 đồng một chậu Pensoda cam ạ. Kinh ba xưa. Kinh ba xưa một số cây thì đang có ngồng hoa rồi. Dòng kinh ba thì bụi rất là to, đẹp. Đó, thậm chí có những cây có vòi hoa, có cây thì chuẩn bị vòi, một bụi to lùm. Như vậy em cũng chỉ bán 80.000 đồng một chậu thôi. Đấy, đẹp chưa? Dòng tiền tím, dòng này thì nổi tiếng rất là sai hoa. Cây hôm nay thì to, mập, đẹp, thân nù luôn. Đồng tiền tím đang nhú vòi nhá. 80.000 đồng một chậu đồng tiền tím. Tiết long hoa màu đỏ đậm. Và dòng này hoa của nó màu đỏ nhá. Cánh bầu. Cây của nó thân ú, thân mập, đẹp. Đấy, dòng huyết long đỏ này, dòng đáng sưu tầm này. 80.000 đồng một chậu huyết long đỏ cây mập. Kinh công ạ. Hôm nay thì lâu lắm rồi mới về một cái lô hàng kinh công và cây hôm nay đấy ạ. Cây của nó rất là già đời, rất là nhiều tuổi nên là bụi của nó bụi to. 80.000 đồng một chậu thôi nhá. Đấy, 80.000 đồng một chậu kinh công. Bụi to nhiều mầm. Gốc cũng đang bật lên rất là nhiều này. Kinh vàng cây tơ ạ. Dòng kinh vàng này cây nó cũng lùm, đẹp. 80.000 đồng một chậu kinh vàng. Dòng kinh vàng, hoa đáng sưu tầm, giá 80.000. Hàng lưỡi đỏ. Hôm nay lại tiếp tục về một cái lô hàng vàng lưỡi đỏ. Và đây là một trong top những dòng hàng cực kỳ là chạy hàng của nhà em. Đây là các bác nhìn này. Với tình trạng cây là cây tơ 100%. Cây tơ và đã trưởng thành rồi. Nên là năm nay, một vài tháng nữa các bác sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn nhất các bác nhé. Dòng này thì hoa của nó đẹp, cánh vàng và hoa màu đỏ tạo lên một nét rất là hài hòa. Đặc biệt hơn là thân cây của nó rất là mập nhá. Thân cây mập, hầu như là cây nào cũng ú to ú ụ như thế này. Một chậu vàng lưỡi đỏ này em bán với giá 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Dendro rồng tím nhá. Đây là một cái dòng hàng mới về của nhà em ngày hôm nay. Và cho tất cả những lô Dendro trước thì hôm nay đây là lần đầu tiên em về cái loại này. Đây là dòng mới này. Rồng tím vừa nở hoa. Đây kịch tịch của nó là màu tím cánh xoắn.
hoa của nó rất là đẹp. Dòng tím đang nụ hoa rất là nhiều nhá. Bụi của nó cũng cao, to và đẹp như thế này. Em bán là 80.000 đồng một chậu rồng tím. Thỏ xưa, bông hoa đẹp và cây của nó đây, cây tơ đẹp. Thỏ xưa cũng 80.000 đồng một chậu thỏ xưa, xanh mướt mượt mượt luôn ạ. Đấy, bông hoa thì đẹp và sai hoa. Hôm nay lại về thêm một cái loại mới, đó chính là dòng bà liễu lá tre. Thường thì em bán bà liễu xưa và rất là nhiều bác hỏi cái dòng bà liễu lá tre này. Và em có lấy thêm từ vườn. Và bụi của bà liễu lá tre, bụi nó to, nó mập hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là dòng này hoa cũng rất là thơm, không kém cạnh gì cái dòng bà liễu xưa kia cả. Đấy, bà liễu lá tre này bụi to, nhiều thân. Và thậm chí có những cây đang nhú vòi, em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Rồng xanh, phải nói là cái lô rồng xanh nào về hầu như là cây của nó cũng mướt và đẹp như thế này. Đẹp như trong tranh và đẹp như mơ luôn. Đấy, rồng xanh cây cao, to và thân tơ rất là đẹp, khỏe đẹp. Rồng xanh em xin phép bán cho mọi người với giá 80.000 nhá. Những chậu nào nó thấp hơn một chút xíu thì cây của nó lại lùm, rất là nhiều thân. Đấy, những cái cậu cây cao thì cũng không kém cạnh gì. Rồng xanh không mua thì rất là đáng tiếc ạ. Dendro đột biến ba vàng ba đỏ nhá. Dòng này thì lâu hôm nay đây ạ. Cái dòng cây của nó hôm nay cây nó rất là cao. Nếu bình thường cây ba vàng ba đỏ thì nó chỉ thấp thôi. Nhưng hôm nay thì cây của nó nhà vườn người ta chăm nên rất là lớn nữa ạ. Ba vàng ba đỏ thì giá nó sẽ nhỉnh hơn những cái loại khác là 100.000 đồng một cây. Dòng này hoa của nó ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ, nó cũng như là một dòng Dendro đột biến ạ và rất là hút hàng. Cisaret ạ. Dòng này hoa của nó màu tím đậm và dòng rủ dài. Bông hoa của nó cực kỳ là sai hoa. Lô đợt này về nhiều cây đang nhú vòi rồi các bác ơi. Đấy, cây của nó bụi của nó cũng lùm, nó cũng nhiều thân và cây tơ nha các bác nhá. Đấy, đẹp chưa? Cisaret này 80.000 đồng một chậu nhá. Dendro nắng Cisaret, Dendro bò blue. Hôm nay thì em về một loại nữa là Dendro bò blue. Và dòng bò blue này thì hoa của nó rất là đẹp. Em lấy thêm để mọi người sưu tầm cái dòng bò blue này. Cây cao to, mướt đẹp, 80.000 một cây, 80.000 đồng một chậu. Vàng tia, vàng tia hôm nay cây tơ về rất là đẹp luôn mọi người ơi, cây mập lắm. Dòng vàng tia này thì rất là sai hoa, bông hoa cổ nó màu vàng với tia ở họng, rất là đẹp. Dòng vàng tia cây mập đẹp cũng chỉ có giá 80.000 một chậu ạ. Bò tím lá mít và dòng bò tím này cây của nó hôm nay về đấy ạ, siêu là đẹp luôn, rất là đẹp luôn này mọi người này. Cây tơ đẹp và rất là cứng cáp và khỏe mạnh nhá mọi người nhá. Cái bản lá của nó rất là tròn đẹp luôn. Thậm chí có những cây thì ngồng hoa của nó đã dài rồi. Và ngồng hoa thì em sẽ hạn chế gửi đi xa, thì em sẽ nhận cho các bác những cái cây mới nhú vòi hoặc là đang đứng ngọn nhá. Đứng ngọn này là chuẩn bị đã lên hoa rồi đây này, mọi người nhìn chưa. Đấy, bò tím lá mít này dòng này em bán 80.000 đồng một chậu nhá. Anbalai, cây của nó mập ú. Lô đợt này nhiều cây đang có vòi hoa, rất là nhiều thân, dòng Anbalai này rất là đẹp, rất là nhiều thân và cây cực kỳ là mập mạp này. Anbalai em bán 80.000 đồng một chậu nhá. Dòng này sai hoa và rất là siêng hoa. Dendro nắng 4N nhá. So với tất cả những dòng Dendro thì em thấy cái nắng 4N cũng là một cái dòng hàng mà mặt hoa đẹp và bụi của nó cũng to. Đấy, bụi to, nhiều thân. Lô đợt này nhiều cây cũng có hôn nụ hoa rồi. Đó. Ôi ôi, cũng có những cây bụi bự khủng khiếp luôn. Đấy, đẹp chưa? Nắng 4N này em bán là 80.000 đồng một chậu nhá. Big Red, bông hoa của nó màu đỏ và bông hoa màu đỏ đậm luôn. Big Red này, bụi của nó lùm, nhiều thân và cây của nó cao to đẹp. Big Red em bán 80.000 đồng một chậu. Dòng này hoa của nó rất là đẹp, màu tím lịm và rất là siêng hoa. Hiroshi thân mập mạp và rất là đẹp nhé mọi người nhé. Hiroshi đó, cây to đẹp. Hiroshi 80.000 đồng một chậu, mập ú. Dendro Lycat bông to. Dòng Dendro Lycat hôm nay những cái cây đang nhú vòi hoa. Và dòng Dendro này thì bông to, rất là hài hòa. Em bán 80.000 đồng một chậu Dendro Lycat. Nhiều cây đang có vòi hoa. Dendro măng cụt ạ. Dòng này siêng hoa và hoa đẹp. Bụi to, nhiều thân, nhiều cây đang nhú vòi. Dendro măng cụt 80.000 đồng một chậu. Dòng đỏ cánh xoắn, cây của nó tím lịm, thân tím lịm và rất là đẹp luôn. Dòng đỏ này em bán với mọi người với giá 80.000 đồng một chậu nhá. Dòng đỏ cây cao, mướt đẹp, cây tơ. Một số cây thì đang nhú vòi bông với giá 80.000. Chai đen. Lô đợt này ngọc chai đen lên cây của nó khá là cao rồi mọi người ơi. Đấy, đẹp chưa? Đang có nhiều cây đang nhú nụ rồi. Ngọc chai đen, số lượng không có nhiều, 80.000 đồng một chậu. Dendro mắt rồng. Dòng này thì bản chất cây của nó sẽ không to đâu bằng những dòng Dendro khác nhá. Nhưng mà dòng này hoa của nó đẹp và rất là siêng. Chiều dài cây của nó cũng chỉ tầm một gang tay hoặc hơn gang tay một chút xíu thôi. Nhưng chậu của nó cũng từ 2-3 thân trở lên. 80.000 đồng một chậu ạ. Bangkok hoa thơm. Đây là dòng Bangkok. Loại này thì rất là ít bác thì đang có.
cây lụi bụi lùm, nhiều thân. Bangkok hoa thơm này thì em bán là 80.000 đồng một chậu nhá. Cây của nó cũng thấp thấp lùn lùn thôi, nhưng mà bụi của nhỏ nhiều thân, rất là đẹp. Cây tơ mướt Dendro lá biên phát tài lại về thêm một cái lô hàng. Dòng này thì nó rất là đặc biệt, nó là dòng cây đột biến, biên cả lá và biên cả mặt hoa các bác nhá. Đấy, những cái cây của nó lô đợt này rất là cao, đã đứng ngọn và chuẩn bị giá, sắp tới nó sẽ nhú vòi. Ở Dendro lá biên phát tài hàng đột biến lá này thì em bán là 120.000 đồng một chậu. Saritong, đây là một dòng Dendro nắng mới với mặt hoa rất là đẹp và rất là hài hòa. Saritong cây khỏe đẹp. Như năm vừa rồi là bắt đầu xuất hiện cái dòng Saritong về thị trường này, em bán loại này với số lượng nhiều. Đây hôm nay thì nhà vườn người ta xuất cho một số lượng cũng không đáng kể lắm, nhưng mà cũng là cái dòng hàng hot mà em thấy là bán chạy hàng. Saritong này em bán 80.000 đồng một cốc nhé, mặt hoa đẹp. Và trên đây là tổng hợp với gần 40 loại Dendro nắng nhá. Riêng hàng này thì ra hoa quanh năm và cực kỳ là sai hoa. Đặc biệt là hàng này trồng thuần tại Việt Nam, cây từ khi còn nhỏ nên nói về cái độ thích nghi với khí hậu và môi trường thì đảm bảo các bác là những cái chậu cây này thì hoàn toàn dễ dàng để các bác có thể là trồng và chăm sóc. Đó, và sau đây thì em xin phép là kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác nhé. Hàng về mới đẹp nên các bác tranh thủ mua sớm để lựa cho mình những cái cây đẹp và những cây ưng ý ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.